Mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị em đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ trên kênh Sài Gòn News, tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị bằng cách bấm like và chia sẻ video này để giúp kênh Sài Gòn News vượt qua các yêu cầu của YouTube và tiếp cận được với nhiều khán thính giả hơn. Trở lại chương trình hôm nay, các tường cùng điểm qua với quý vị những nội dung chính sau. Cảnh sát New York phải đối mặt với sự gia tăng bạo lực chưa từng có, hơn 5.300 sĩ quan bị tấn công vào năm 2013 và 1.200 người bị thương chỉ sau 90 ngày. Thắng lớn rồi, lời đe dọa của Tổng thống 45 đã khiến NATO quay 180 độ, ngã theo Donald Trump. Chuyện gì xảy ra sau khi Bộ trưởng Nội các đầu tiên của Mỹ bị luận tội trong 150 năm? Và sau đây là phần tin chi tiết. Quý các thính giả thân mến, trong một tin tức đáng được biết đến trên toàn thế giới, những người theo chủ nghĩa tự do đang làm tổn thương cảnh sát và không ai bị buộc phải xin lỗi. Cụ thể, trong quý cuối cùng của năm 2023, 1.286 sĩ quan của thành phố New York đã bị thương trong các cuộc xô xát với nghi phạm. Điều này nâng tổng số cảnh sát bị thương lên 5.363 vào năm 2023. Tờ New York Post đưa tin, các số liệu thống kê cho thấy phân khu 40 ở Most Havens là chiến trường nguy hiểm nhất, nơi 135 cảnh sát bị thương trong cuộc đấu tranh với những kẻ vi phạm pháp luật. Tiếp theo, với 129 người bị thương là phân khu 75 ở Brooklyn, bao gồm Đông New York và Cypress Hills. Các chuyên gia nói với sport rằng, các cuộc biểu tình cấp tiến, làn sóng tội phạm di cư, cải cách bảo lãnh, luận điệu chống cảnh sát và các công tố viên nhẹ tay với tội phạm là nguyên nhân thúc đẩy xu hướng nguy hiểm và đáng lo ngại chủ tịch hiệp hội cảnh sát patrick henrys gọi các vụ tấn công là một dịch bệnh toàn diện ngay cả những lệnh triệu tập đơn giản nhất cũng đang biến thành những cuộc ẩu đả toàn diện hệ thống tư pháp của chúng ta cần gửi đi một thông điệp rõ ràng một lần và mãi mãi nếu bạn tấn công cảnh sát bạn sẽ phải ngồi tù số lượng sĩ quan mặc đồng phục bị thương trong các cuộc tấn công của nghi phạm đã tăng 20% vào năm 2022, từ 3.933 vào năm 2021 lên 4.724 vào năm 2022. Tổng cộng có 5.363 vụ tấn công được báo cáo vào năm 2023, tăng 13% so với năm ngoái, 4.737. Nhiều cảnh sát sau đó phải chuyển nhà qua các bang Cộng Hòa, họ nói, ở đây thân thiện hơn nhiều bạn biết đấy đó là nơi tốt hơn để làm cảnh sát và luật pháp cũng tốt hơn rất nhiều vị cảnh sát giấu tên cho hay bạn biết đấy tôi đã từ bỏ cấp bậc và thâm niên của mình và rồi tôi chấp nhận bắt đầu lại từ đầu với việc bị cắt lương hưu của mình nhưng ở florida chất lượng cuộc sống tốt hơn gấp triệu lần xin chúa phù hộ cho những người đàn ông và phụ nữ mặc áo xanh đang ở new york họ là đồng nghiệp của tôi và hậu bối của tôi Hết chỉ trích, châu Âu quay 180 độ ngã theo Donald Trump. Thưa quý vị, mặc dù từng khẳng định sẽ không nhảy theo điệu của ông Trump trong chính sách đối với NATO, thế nhưng giờ đây các nhà lãnh đạo châu Âu đang có sự chuẩn bị để thuyết phục cựu tổng thống Mỹ, ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử năm nay. Cụ thể, hôm 19 tháng 2, NATO cho biết hầu hết các nước đã đồng ý gia tăng ngân sách quốc phòng của NATO lên mức kỷ lục sau khi ông Trump ngụ ý rằng. Mỹ sẽ không bảo vệ các quốc gia không đáp ứng mức chi tiêu quốc phòng đề ra trong NATO, thậm chí có thể khuyến khích Nga tấn công các quốc gia đó. Tại hội nghị an ninh Munich diễn ra cuối tuần qua, quan điểm gây ra tranh cãi của ông Trump một lần nữa được các nhà lãnh đạo châu Âu thảo luận. Châu Âu không chỉ lo ngại tương lai của NATO nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống, mà còn lo ngại về gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ đô la cho Ukraine. Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu tin rằng gói hỗ trợ rất cần thiết để duy trì xung đột, trong ngày thứ hai diễn ra hội nghị ở Đức, Nga đã tuyên bố kiểm soát thị trấn Abdiivka. Đây dường như là một sự thức tỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu. Họ đã đặt ra câu hỏi rằng nếu Ukraine nhận được 60 tỷ đô la viện trợ này, thì có chiến thắng được ở Abdiivka hay không? Và sau khi nghe được lời hứa của Donald Trump với dân Mỹ rằng ông sẽ bảo vệ Ukraine hết mình theo chiến lược của ông, Đổi lại, Ukraine cũng phải thực hiện các cam kết như là sử dụng minh bạch số tiền viện trợ và có mục tiêu chiến thắng rõ ràng. Đồng thời, tiền của người dân Mỹ viện trợ sẽ là khoản vay, chứ người Mỹ không thể vứt tiền qua cửa sổ bằng cách cho không, như Joe Biden đang làm. Theo Summon Times, ngay sau các tuyên bố đó, châu Âu đã âm thầm tìm cách tiếp cận nghị sĩ Mỹ, các lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo viện nghiên cứu ở Mỹ, nhằm qua đó tác động đến đội ngũ của ông Trump. Thông điệp mà châu Âu muốn gửi tới ông Trump là châu lục sẵn sàng chi nhiều hơn cho quốc phòng, làm nhiều hơn nữa để giảm bớt gánh nặng đối với Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine và đáp ứng mục tiêu của Mỹ trong việc kiềm chế Trung Quốc. Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại hội nghị: "Người châu Âu chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến an ninh của chính mình hiện tại và trong tương lai, ý chí để thực hiện là rất lớn." Ông Olaf Scholz và các nhà lãnh đạo châu Âu khác gồm Thủ tướng Hà Lan Mark Trutters, ứng viên cho chiếc ghế tổng thư ký NATO, nói châu Âu cần đầu tư hơn nữa cho quốc phòng vì lợi ích chung như ông Trump đã đề cập. Thủ tướng Na Uy Thomas nói tại hội nghị, nhưng ở phía sau hậu trường, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng muốn thuyết phục ông Trump rằng Mỹ gắn bó với NATO vẫn sẽ là điều cần thiết. Mỹ cần một NATO mạnh mẽ để duy trì ảnh hưởng. Cuối tháng trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tới Mỹ nhằm thuyết phục đội ngũ của ông Trump trong vấn đề Ukraine. Ông Stoltenberg cũng tới thăm nhà máy của hãng Lockheed Martin ở bang Alabama, nhà máy chuyên sản xuất tên lửa chống tăng Javelin. Ông Stoltenberg phát biểu tại hội nghị, phần lớn khoản tiền được châu Âu phân bổ cho Ukraine sẽ được chuyển cho Mỹ để mua vũ khí Mỹ, ví dụ như tên lửa Javelin. Nhấn mạnh mục tiêu kiềm chế Trung Quốc của ông Trump, ông Stoltenberg nói, Mỹ chiếm 25% GDP toàn cầu. Cùng với các đồng minh NATO, chúng ta đại diện cho 50% GDP toàn thế giới và 50% sức mạnh quân sự toàn cầu. Vậy nên miễn là chúng ta cùng chung chí hướng, chúng ta sẽ an toàn. Ước tính 18 trong số 31 nước thành viên NATO sẽ đáp ứng mức chi tiêu quân sự tương đương 2% GDP trong năm nay tăng đáng kể so với 11 nước vào năm ngoái. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì mức chi tiêu hàng đầu trong NATO với 3,5% GDP trong năm 2023. Yêu cầu các nước thành viên NATO đáp ứng mức chi tiêu đề ra là một trong những điều kiện mà ông Trump đề ra trong nhiệm kỳ đầu tiên để Mỹ không rời khỏi liên minh. Thượng nghị sĩ Mỹ C.D. một đồng minh của ông Trump phát biểu tại hội nghị ở Đức rằng, ông hoan nghênh việc châu Âu cam kết tăng chi tiêu quốc phòng và tin rằng ông Trump sẽ không rút Mỹ khỏi NATO nếu tái đắc cử. Nhưng ông Vance nói Mỹ sẽ cần tập trung nhiều hơn cho các vấn đề ở Đông Á, nên châu Âu cần sẵn sàng để tự chủ về mặt quân sự. Chuyện gì xảy ra sau khi Bộ trưởng Nội các đầu tiên của Mỹ bị luận tội trong 150 năm? Những người di cư từ lâu đã vượt qua biên giới phía Nam Mỹ để tìm kiếm cuộc sống mới ở miền đất khứa. Nhưng không giống như những gì đang xảy ra hiện nay, các vụ bắt giữ vì vượt biên trái phép từ Mexico đã đạt mức cao nhất ngoại thời đại vào tháng 12 năm 2023. Trong năm tài chính 2022, lực lượng tuần tra biên giới ghi nhận 2,2 triệu người vượt biên trái phép Tuy nhiên, số liệu thống kê không phải lúc nào cũng là thước đo hoàn hảo và chúng có thể thay đổi. Những con số từ những năm 1990 và 2000 được coi là số lượng thiếu rất lớn vì người di cư tìm cách trốn tránh chính quyền của họ khi vào Mỹ. Và số mức cao ấn tượng vào tháng 12 năm 2023, con số này đã giảm một nửa vào tháng 1 năm nay. Thấy nghi ngờ Ủy ban điều tra Hạ viện đã âm thầm tìm hiểu rõ, thì biết Bộ trưởng An ninh Nội địa Mazzucat đã che đậy một nửa con số này. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã trải qua nhiều tháng tiến hành điều tra hành động của Bộ trưởng Mazucate khi họ nhằm mục đích biến nhập cư và an ninh biên giới trở thành một vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử. Ngày 13 tháng 2, 214 đại diện Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu để trừng phạt Bộ trưởng Mazucate với cáo buộc cố tình từ chối thực thi luật biên giới và vi phạm lòng tin của công chúng bằng cách đưa ra những tuyên bố sai sự thật trước quốc hội. Trong khi đó chỉ có 213 đại diện Đảng dân chủ bỏ phiếu chống lại động thái này nhiều thập kỷ trước người di cư điển hình tìm cách đến mỹ là những người đàn ông đến từ mexico đang tìm việc làm và họ đã cố gắng né tránh các đặc vụ biên phòng nhưng động lực đó đã thay đổi đáng kể những người di cư hiện vẫn từ trung và nam mỹ nhưng họ còn xuất phát từ những nơi xa hơn nhiều trung quốc afghanistan mauritania và nhiều nước khác và họ thường tìm đến các đặc vụ biên phòng trong nỗ lực tìm kiếm sự bảo vệ ở mỹ còn số người nhập cư nhiều khi vượt quá khả năng xử lý của các lực lượng biên phòng dẫn đến việc đóng cửa tạm thời các cửa khẩu để giới chức có thể xử lý người di cư họ cũng để lại những hậu quả ở cách xa biên giới phía nam những người di cư đến các thành phố như chicago new york boston và denver đã gây căng thẳng cho các dịch vụ của thành phố dẫn đến việc các quan chức đảng dân chủ thúc đẩy chính quyền phải hành động đảng cộng hòa đã đổ lỗi tất cả những điều này cho bộ trưởng an ninh nội địa và nói rằng vì điều đó ông cần phải ra đi họ nói rằng chính quyền tổng thống biden hoặc đã loại bỏ các chính sách được áp dụng dưới thời chính quyền cựu tổng thống trump nhằm ngăn cản người di cư hoặc chính quyền biden đã thực hiện các chính sách của riêng mình để thu hút người di cư Ủy ban an ninh nội địa Hạ viện Mỹ đã tổ chức các phiên điều trần trong năm ngoái, và tại đó các nghị sĩ Cộng hòa đã nhiều lần chỉ trích ông Mazzucat. Các nhân chứng bao gồm cảnh sát trưởng Arizona, những gia đình mất người thân vì cuộc khủng hoảng fentanyl, các chuyên gia về luật hiến pháp và các cựu quan chức an ninh nội địa từng phục vụ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho rằng, Bộ trưởng Mazzucat đang vi phạm luật nhập cư khi không giam giữ đủ người di cư và thực hiện chương trình tạm tha nhân đạo, mà họ cho rằng đã cho phép những người không đủ điều kiện vẫn vào được Mỹ. Họ cũng cáo buộc ông Mazzucat đã nói dối quốc hội khi nói rằng biên giới được đảm bảo an ninh. Phe Cộng hòa cho rằng tất cả những điều này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng kéo dài, gây hậu quả trên khắp đất nước, rõ ràng là lỗi của Bộ trưởng và dẫn đến việc bị luận tội. Thượng viện là cơ quan quyết định liệu một quan chức chính quyền bị luận tội có bị kết tội và do đó bị cách chức hay không. Nhưng việc kết tội là một tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với luận tội và đảng Dân Chủ đang kiểm soát Thượng viện với tỷ lệ 51-49. 2 phần 3 Thượng viện phải bỏ phiếu thuận thì mới có thể kết tội Bộ trưởng Mazzucat, khó khăn hơn nhiều so với đa số đơn giản quá 50% cần thiết để luận tội tại Hạ viện.